Cứu tao với. Cây Yên ơi, level 2 Kha'Zix. Biết trụ thì chơi kiểu gì? Tao đứng ở trong trụ rồi đây. Level 2 Kha'Zix. Biết trụ thì chơi kiểu gì? Hi, you here? Mid swap được không? Tôi chơi support, chơi được con này thôi. Game cuối lên hạng ra support. Thôi, tôi chỉ đi được mid thôi. Sorry bạn nhé. Ok, chơi đi. Được. Mazahamid. Mazahamid thì chúng ta đánh con gì? Mazahamid thì chúng ta sẽ đánh con vịt to đến để lộ. Cạc Viettel 500k. Gần như là end game. Mất quay này thì gần như là end game chứ gì nữa, đúng không các bạn? Đúng đúng. Ngoài bật cả tăng tốc để lên len rất ok nhá, cực kỳ ok đến từ Maza nhá. Rồi, thử thách 24 giờ nhìn lính đến từ vị trí của Mazaha. Way này mà không ai đẩy cho thì rách việc rồi. Rồi, luôn mất thêm way nữa rồi, chết rồi. Được cầu mơ dừng. Ra phụ tao đi, nó đóng băng này làm sao mà đánh được. Cứu tao với. Cây Yên ơi. Level 2 Kha'Zix. Biết trụ thì chơi kiểu gì? Tao đứng ở trong trụ rồi đây. Level 2 Kha'Zix. Biết trụ thì chơi kiểu gì? Tao đứng ở trong trụ. Tao có lên đâu. Tao vẫn giết tao. Mày đẩy quay cho tao với. Đờ cờ mờ. Đờ cờ mờ dừng chôn. Dừng không ganh. Trời ơi. Cứ gặp Mazaha là lấy Victor Lindelof vào tôi nhá. Bắt buộc ấy. Cứ gặp Mazaha là lấy Victor Lindelof vào tôi. Rồi rồi. Anh vẫn đang tập trung. Victor hay thế, không đẩy lên. Rồi, có cây in nhá, gần như là có cây in ở mid nhá. Ok. Gần như là có cây in ở mid nhá. Đẹp luôn. Xin cảm ơn, gia đình xin cảm ơn. Có à. Cây mạng trên nhá, cây mạng trên nhá. Rách kìa. Rồi 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 rồi. Rồi 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 rồi. Không chết à? Ủa cái top này. Maza nó ở đây nè, nó ở đây nè. Đấy. Ôi bạn ơi. Chết rồi. Ui. Đoán rồi đấy, vãi cả lìn. Mình đoán nó ở đấy rồi mà mình vẫn còn đâm đầu vào là sao mình. Mày ngu mày chết. Mày đi thì mày kêu cái gì. Thật sự tôi không phải nói gì đâu, nhưng mà mấy ông kim cương một ấy, mấy ông cảm giác mấy ông cứ làm sao ấy, thật sự tôi đánh ranh lục bảo tôi còn không gặp đồng đội đần như này đâu. Cái ngưỡng kim cương một để là cái ngưỡng nó rất là nó kiểu cao không ra cao mà thấp không ra thấp,
cao thì nó không cao hẳn, mà thấp nó không phải là thấp. Mấy ông này chỉ giỏi sĩ thôi. Trời ơi, để nó giết dễ vãi à, biểu. Ok không? Ok không? Ok không? Ông đánh thế tôi chịu chết. Nổ! Á, à, cái quyền trượng bão tố sao không nổ? Quyền trượng bão tố sao không nổ? Mình chuẩn xác! Vua đi, cây in nó ra đấy. Tao biết ngay mà. Húp, húp, húp! Yes sir! Hay mình lên đồng hồ trước nhỉ? Mình lên đồng hồ trước cho nó chắc không nhỉ? Mình lên đồng hồ là mình ok luôn ấy. Mình ạ. Bây giờ mình gánh đam hay là mình đồng hồ? À mình. Duy! Mày cần gì? Thiên thần thì bảo là lên đồng hồ, còn ác quỷ thì bảo lên ngọn lửa hắc hóa. Hắc hóa đi. Tôi nghe theo ác quỷ. Tôi nghe theo ác quỷ. Gần như là end game. Gần như là end game. Thắng Hải Phòng đã win stem 10.000 đồng. Anh vẫn phải ác quỷ giúp em anh bán cái đồng hồ đi. Rồi đẹp rồi, đẹp rồi Nghĩa ấy. 13-45 là phát rồi. Quá ưng rồi. Cảm ơn bé Nghĩa nhá. Thắng Hải Phòng đã uy scan 10.000 đồng. Ra vì ngủ trận này cứ một mạng 10k giúp em. 15 thang cũng lên được. Ok em thắng ơi. Em thắng Hải Phòng rất ok nhá. Giỏ 50-100 để ụp vào đầu mày. Quân ôi dồi ôi. Ông Quân là nhân viên của tôi mà. Ok à. Nó cứ trêu ấy. Nó lách được quả hay thế. Ui giời ơi. Mày không hớt được bao con trai. Quạc. Hỏi mặt lan. Đâu bắt được em. Nope. Ôi. Trời ơi, bão táp mưa xa. Cái gì á? Sao? Đường thương đau đầy ái nhân gian. Vẫn ổn. I'm fine. Thank you, baby. Tự tin. Ok không? Thank you.
Thế nhờ. Được được à. Mình hôn cái chó gì ấy nhở? À sorry sorry, sorry lỗi tôi. Thắng Hải Phòng đã rescan 10.000 đồng. Quả gậy còn đẹp keng không anh đâu em xem tí ti. Gậy của anh á, anh gửi ở quán rồi. Gậy của anh thì anh có đánh mấy đâu. Cái đợt đấy là anh hứng lên anh mua gậy. Tại vì hồi đấy là đi học bắn bia. Nhưng mà anh học được có mấy tuần. Thế là anh thấy anh không có năng khiếu lắm nên là anh bỏ. Ôi, ôi tôi đùa ông ơi. Ôi. Thắng Hải Phòng đã rescan 10.000 đồng. Anh ra cái giá đi. Mình bắn là mình đã nghi rồi. Mình đi đằng sau lưng nó mình đã nghi rồi. Lúc mình ấy mình đã hơi ghê ghê rồi, mình là nó có biết hay không mình chẳng hôn. Cái lồng nó tự nhiên lúc ấy tay mình run luôn mà đấy, lúc đấy là ai giữ tay luôn ấy, mai đâu ấy tay tôi nó bị cứng luôn mà biết là lên hôn hay không hôn, sợ thật. Ơ kìa, đùa vừa bảo có kèo mạng cái xu luôn. Vừa bảo có kèo mạng cái xu luôn.